làm trái quy định đấu thầu, giám đốc bệnh viện Thành phố Thủ Đức bị bắt. Ông Nguyễn Minh Quân, giám đốc đã thông đồng câu kết với doanh nghiệp thực hiện hành vi trái quy định của luật đấu thầu trong việc mua sắm trang thiết bị vật tư y tế tại bệnh viện Thành phố Thủ Đức gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản của nhà nước. Theo thông tin từ Bộ Công an cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang thụ lý điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại bệnh viện thành phố Thủ Đức, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ sản xuất Nguyễn Tâm và các đơn vị liên quan. Theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 57 gạch chéo QD gạch ngang CSKT gạch ngang P10 ngày 14 tháng 10 năm 2021 kết quả điều tra vụ án xác định Nguyễn Minh Quân, sinh năm 1973, giám đốc bệnh viện thành phố Thủ Đức và Nguyễn Văn Lợi, sinh năm 1986, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ sản xuất Nguyễn Tâm đã thông đồng câu kết thực hiện hành vi trái quy định của luật đấu thầu trong việc mua sắm vật tư trang thiết bị y tế tại bệnh viện thành phố Thủ Đức, gây thiệt thành phố Thủ Đức, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản của nhà nước. Ngày 6 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các thủ tục tố tụng gồm quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và lệnh bắt bị can để tạm giam về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo điều 222 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 đối với Nguyễn Minh Quân và Nguyễn Văn Lợi. Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh đúng quy định pháp luật hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an đang tập trung lực lượng điều tra làm rõ hành vi vi phạm của các bị can mở rộng vụ án triệt để thu hồi tài sản cho nhà nước và người bệnh